Tại một căn nhà kỳ quặc có một bản nội quy kỳ quặc. Chỉ những người đội mũ mới được phép ra khỏi nhà. Nhưng khi ra ngoài phải vứt mũ đi và tuyệt đối không mang gậy. Âm 3 bình phương có mũ nên có thể ra ngoài. Vứt mũ đi được âm 3. Có gậy nên bỏ gậy được 3. Đưa ra ngoài. Căn nhà còn lại căn 7. Trong căn này chưa có mũ nên ta có thể biến đổi. 125 bằng 5 bình phương nhân 5. 5 bình phương có mũ nên có thể ra ngoài. Bỏ mũ được 5 và không có gậy. Trong nhà còn lại căn 5. A bình phương có mũ nên có thể ra ngoài. Bỏ mũ ta được A. Nhưng để bảo đảm A tuyệt đối không có gậy, ta lấy giá trị tuyệt đối của A. Căn nhà còn lại B. Bạn có thể viết lại căn của trừ 9 bình phương nhân 2 bằng cách đưa số ra ngoài căn được không? Comment ý kiến của bạn ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.